là một chiếc ống đựng thức ăn cho chim cảnh thì rất là đơn giản. Cái này nó phù hợp với các bạn nào mà hay đi ra khỏi nhà, tức là mình hay đi làm việc 1 2 ngày đấy chẳng hạn. Thì mình làm trước tiên là chọn hai cái vỏ chai. Đây tôi chọn hai cái vỏ chai nó đựng sữa này. Đấy, hình vuông, chai nhỏ. Đấy, một cái chai có cấu trúc to hơn một chút thì là tôi cắt ra. Đấy, cắt cái phần trên chai đi. Sau đó để úp vào một cái chai thứ hai nó nhỏ hơn một chút. Đấy, úp như vậy. Ở bên dưới thì khoét một cái lỗ để cho chim nó mổ cám. Và khi úp xuống thì cái miệng chai nó cách cái đáy chai thứ hai úp đấy độ khoảng 1 phân cho cám nó. Sau khi cắt xong làm xong nó như thế này. Bây giờ cắt cái cửa. Đấy, đánh dấu, lấy bút đánh dấu phần cửa để cho chim nó ăn cám này. Cửa này thì nó phải rộng thế mà có cái chiều cao thì nó vướng cái đầu của nó. Cái rồi lấy cái sợi dây thép nhỏ, đây là sợi dây thép để buộc sát đổ trần đấy, uốn chữ V xỏ hai cái lỗ vào. Xỏ vào cái vỏ chai ở bên phía ngoài để làm cái móc treo vào lồng. Rồi sau khi làm xong thì nói như thế này nhá. Rồi, ta bắt đầu đổ cám. Đổ cám vô cho đầy cái chai này nha. Đã xong. Và bây giờ đóng cái nắp chai bên dưới lại. Đấy, cho cái nửa chai bên dưới lại chụp vào.
Bây giờ ta treo vào trong AV nhá. Đây tôi treo vào trong một cái AV nuôi hai con chích trẻ. Tôi quay vào lúc này nó chiều tối, thế đâm ra là nó hơi tối, phải thắp bóng điện lên. Hơi tối các bạn thông cảm nhé. Đấy, sau khi treo thì là như thế này. Trong này tôi treo một cái chai nửa lít đựng thức ăn, đựng nước, và một cái chai bên này đựng thức ăn để thay thế những cái cống nước và những cái cống đựng thức ăn truyền thống nó nhỏ. Bởi vì nuôi trong AV thì đôi khi tôi hay đi chợ, đi làm một hai hôm mới về.